Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Tác phẩm: Tư duy thông minh. Tác giả: John Miller. Dịch giả: Thu Quỳnh. Lời giới thiệu. Cuộc sống càng phát triển, càng sôi động bao nhiêu, thì con người càng bị cuốn vào vòng xoáy của nó mạnh bấy nhiêu. Và trong vòng quay tất bật đó, chúng ta dễ dàng lãng quên hay bỏ sót những giá trị tốt đẹp bên trong để chạy theo những điều mơ tưởng bên ngoài. Chúng ta lãng quên trách nhiệm đối với gia đình, tổ chức, xã hội, thậm chí ngay cả với bản thân mình. Cũng có lúc chúng ta chợt nhận ra điều đó, nhưng rồi sợ phải đối đầu với những khó khăn ngăn trở, sợ phải thay đổi chính mình mà chúng ta chấp nhận buông xuôi. Chúng ta lần lữa, chần chừ và luôn tìm cách đùn đẩy do người khác, mà không dám nhận trách nhiệm về phía mình để tìm cách giải quyết. Chúng ta khoác lên mình chiếc áo cầu an và tự nhủ rằng, phải thế thôi, bây giờ ai cũng làm như vậy cả. Nhưng như vậy, vô tình chúng ta sẽ làm mất dần đi giá trị thực sự của mình. Chúng ta thoái lui trước những cơ hội để phát triển bản thân một cách toàn diện và không phát huy được hết những khả năng tiềm ẩn của mình. Tư duy thông minh là một công cụ giúp bạn nhận diện giá trị thật sự của mình, dám nhìn thẳng vào trách nhiệm của bản thân từ trong suy nghĩ để vạch ra những phương hướng hành động thật thông minh. Bạn sẽ không còn phải lo âu bối rối hay hoang mang vì những câu hỏi không lời giải đáp về những vướng mắc mà mình gặp phải trong công việc và cuộc sống. Ngược lại, bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời ưng ý nhất từ chính những câu hỏi tích cực do tinh thần QBQ, Question Behind Question, mang lại. Bằng cách thực hành theo những gì QBQ hướng dẫn, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ngày một tốt đẹp hơn, và hiệu quả công việc của bạn sẽ ngày càng nâng cao. Hãy trân trọng những gì bạn có và đừng quên điều này. Trách nhiệm cá nhân chính là chìa khóa tháo gỡ mọi khó khăn rắc rối trong cuộc sống của mỗi chúng ta. First News. Tác phẩm Tư duy thông minh. Tác giả John Miller. First News thực hiện. Biên dịch: Thu Quỳnh, Thế Lâm, Ngọc Hân. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.